Rồi, bò đun bánh hỏi của Chi Tôm An Giang quý vị có ai ghé ăn ủng hộ giùm Chi. Đang ra bốc hả? Dạ. Hai. Coi quay coi hai coi. Ê, nhỏ kia quay coi. Cái gì được à? Cái bạn nè để mà bán hiệu mà kiếm muốn loại mắc ếch luôn vậy. Đây, cái này của An Giang độc quyền. Chị Tôm có mình anh chỗ bán một, không có chỗ thứ hai. Ủa đường này mình kêu đường gì anh? Đường Trần Phú Chi Tôm. Đường Trần Phú thị trấn Chi Tôm có ai đi ghé ủng hộ gì không? Số nhà 32 luôn. Rồi chị chủ quán đây. Bao ngon, bao rẻ, bao sạch luôn. 30 ngàn xích. Ở đây phở bò súp. Quay ẩm đi, đưa ẩm lên đi. Quay luôn, lỡ quay phở bò luôn. Để thơm mẹ ơi. Rồi, chất phai chồng tá. Chất phai chồng. Để mấy ao chưa? Quán là không vắng khách như cái gì nào cũng có 3-4 người, 4-5 người hết. Đặc biệt đây bò không nướng sẵn, bò tươi. Quay bánh hỏi mình đấy. Này bánh hỏi này mình đặt người ta làm luôn hả chị? Rồi 1 phần 30 cái gì? Ủa 27 ngàn à, chứ không phải 30 nữa. Nó lộn. Miễn mình muốn ăn thêm thịt thì mình kêu bánh hỏi thêm thì mình kêu thêm. Nè, em nói cần đó ăn trước đi. Thôi tao đâu đưa mày đâu, bánh bèo vô dụng. Ta đéo bụng dữ lắm rồi á. Có ăn cái này ăn sao ta? Đũa. Đổ vô là dứt đúng không? Kêu thịt thêm không? Kêu chỉ nướng thêm, rồi với bánh hỏi thêm. Còn hết gì tính? Như đây dễ gì nhầm nhỏ không? Rắn không còn rắn. Rồi đây, nàng trước cho bánh bèo. Rồi cho cô đi. Nè 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 con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi mời cả nhà nè, 30.000 một phần. Bao ngon bao rẻ luôn. Ngon lắm. Bò đây, bò đây ngon không? Bò đặc biệt đây là bò tươi luôn. Đây mình làm, mình kêu cô chủ mới nướng, nướng lên nóng, vừa nóng ăn ngon lắm. Vô leo hả, đem ra luôn đi. Ai chết 50. Làm cái gì đó chứ. Để leo 50 nha. 50 cái bầu lông ba nữa đó.